Xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với channel của mình. Mình là Kẹo, là một tarot reader. Và để xem bài riêng có tính phí, mọi người có thể liên hệ với mình qua trang Facebook Kẹo Tarot hoặc là qua địa chỉ email kẹotarot@gmail.com. Ngày hôm nay mình sẽ làm trải bài tổng quan tháng 10 của cung sư tử. Mọi người có thể coi theo cung mặt trăng, mặt trời, cung mộc, sao kim và nhà số 7. Và mọi người lưu ý rằng là đây là trải bài chung, cho nên là nếu như cái thông điệp của trải bài này á, nó không có sự kết nối với câu chuyện của bạn á, thì chỉ đơn giản rằng là cái trải bài này không dành cho bạn, chỉ vậy thôi. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu với phần công việc trước. Các bạn có lá Page of Pentacles, Queen of Cups, 10 ly, It's time to take action, Confidence is your key to success, Rise and shine, Call your spirit home. Ở đây những bạn thuộc cung sư tử về phần công việc á, mình thấy rằng là tháng 10 có vẻ như là các bạn đang chuẩn bị dự định làm một cái điều gì đó mới, một bản dự án mới. Ý là một cái kế hoạch startup nào đó trong công việc của các bạn. Và bấy lâu nay thì có vẻ như là các bạn đang rất là tập trung vào cái việc đó từ rất lâu rồi, và bạn đã luôn có một cái kế hoạch cụ thể cho cái việc đó. Ở đây mình thấy rằng là mọi người hãy cứ yên tâm, tại vì các bạn có lá 10 ly ở đây, ý là nói lên rằng là cái việc đó trước sau gì thì mọi chuyện nó cũng sẽ đâu vào đấy, nó sẽ có một sự thành công tốt đẹp thôi. Vì bạn đã có một cái khoảng thời gian hoặc là một cái khoảng công sức tập trung hết toàn bộ những cái suy nghĩ, những cái mà kế hoạch của mình vào cái việc đó rồi. Và cái điều mà bạn cần làm bây giờ á, chính xác á, đó chính là hãy hành động. Đây là cái thời điểm thích hợp để bạn hành động và bạn bắt tay vào làm cái việc đó. Và hãy làm mọi thứ với cái thái độ tự tin, tại vì bạn đã có một sự chuẩn bị rất là kỹ lưỡng từ trước đó rồi, nên là bạn không cần gì phải lo lắng hay là quá lo sợ hết. Tất nhiên là khi mà mình bắt đầu mọi thứ hay là những cái dự án nào đó sẽ luôn có những cái trục trặc xảy ra, nhưng mà bạn hãy tin rằng là bạn có đủ khả năng và tiềm lực để bạn thể giải quyết những chuyện đó. Và đây cũng chính là cái thời điểm để bạn có thể rise and shine, kiểu như là ngôi lên và để tỏa sáng. Và bấy lâu nay á, cái kế hoạch mà những cái dự định mà bạn đã ấp ủ bấy lâu nay thì nó chính xác là cái thời điểm để bạn có thể làm và thực hiện. Và đến lúc mà bạn thể vươn ra được cái thế giới, vươn ra khỏi cái vòng tròn an toàn của mình, đến lúc bạn có thể chứng tỏ cho tất cả mọi người xung quanh thấy, bạn bè và đồng nghiệp thấy được rằng bạn tỏa sáng, bạn lung linh như thế nào, và cái thực lực của bạn, cái tiềm năng của bạn, những gì mà bạn có thể làm á, bạn có thể chứng tỏ được cho mọi người thấy cái chuyện đó. Và cái quan trọng nhất á là hãy tự tin, bạn hãy tự tin rằng là bạn có thể làm được mọi thứ. Và những cái bạn nên nhớ rằng là ở đây bạn có lá 10 ly ở đây là một cái happy ending rất là tuyệt vời, một cái số 10 trọn vẹn, cái số 10 tuyệt vời, cái số 10 cao nhất đang chờ đợi bạn ở phía trước. Cho nên là bạn đừng chần chừ hay là đừng có quá nhiều cái lo lắng nữa, mà hãy cứ tập trung và hướng lên ở phía trước, và hãy cứ làm mọi thứ theo những gì mà mình cái tiếng nói nội tâm của mình mách bảo. Đó là phần công việc cho cung sư tử. Bây giờ mình sẽ đến với phần tình cảm. Các bạn có Wheel of Fortune, The Fool, Knight of Cups, Make the Effort, Past Life Relationship, Divination, Romance. Act like your partner is his. Lost love. Nothing will come of this situation. Ủa sao nó ngược ngược quá vậy ta?
Ở đây á, về phần tình cảm của các bạn á, mình thấy rằng là có vẻ như là khoảng thời gian vừa qua bạn mới vừa chia tay hay là trải qua một sự mất kết nối với một ai đó, và điều đó làm cho bạn cảm thấy rất là đau khổ, bạn rất là buồn rất là nhiều. Tại vì ở đây á, các bạn có lá Lost Love và cái lá tiếp theo á là lá Ask your partner is here, giống như là cái khoảng thời gian đó là cái khoảng thời gian mà các bạn đã phải chịu đựng mọi thứ một mình, và dường như á cái sự chờ đợi của các bạn bấy lâu nay khi mà có sự quay trở lại hay là một cái gì đó thì nó vẫn chưa có một cái kết quả nào đó. Cái kiểu giống như là nothing will come of this situation, là mọi thứ, cái tình trạng đó nó vẫn tiếp tục kéo dài, và cho dù bạn có hy vọng, bạn có trong cái khoảng thời gian trông chờ đi chăng nữa thì thật sự vẫn chưa có chuyện gì nó xảy đến với các bạn. Ở đây về phần tình cảm của các bạn á, trong tháng 10 á, mình thấy rằng là sẽ có một ai đó đến với các bạn, một cái khởi đầu mới, có nghĩa là cái người ở đây mình sẽ không thấy rằng là có cái sự quay trở lại của người cũ, mà là một người hoàn toàn mới đến với các bạn. Các bạn có lá The Fool ở đây, và một ai đó đang trên cái quá trình đến để trao cho, để mong muốn trao cho bạn cái cốc yêu thương, cái ly của tình cảm của họ, họ muốn trao yêu thương đến với các bạn. Và cái điều này nó chính là cái số phận đã sắp đặt ra rồi. Bạn có lá Wheel of Fortune ở đây, là trước sau gì cái người này người này cũng sẽ đến để kiếm bạn thôi. Và bạn với người này á có một sự kết nối linh hồn từ rất nhiều kiếp trước rồi, và cái người này khi mà quay trở lại đây á là người đó sẽ giống như là mang đến cho bạn rất là nhiều cái cảm xúc tích cực, có những cái sự lãng mạn và những cái điều tuyệt vời nhất đang chờ đợi bạn ở phía trước, dường như là những cái điều mà bạn đang mong muốn, rằng là ước mơ rằng là sẽ có một ai đó đến xuất hiện để có thể giúp bạn rời khỏi cái mối quan hệ cũ hoặc là những cái đau thương của mối quan hệ cũ đã từng xảy ra đến với bạn á, thì cái người đó sẽ xuất hiện trong tháng 10 này. Nhưng mà một cái quan trọng ở đây nữa, cái mà các bạn cần làm á là các bạn cần nâng cao cái tần số của mình, và giống như á là luật hấp dẫn vậy đó. Act like your partner is here, giống như là các bạn hành động kiểu như là mình đang rất là tuyệt vời, mình đang rất là hạnh phúc và mình đang có rất là nhiều cái năng lượng tích cực tỏa ra từ bên trong mình, và giống như là có một ai đó đang chuẩn bị đến gần với mình rồi, và mình đang trong cái tâm thế sẵn sàng đón nhận những cái điều tuyệt vời đang chuẩn bị đến. Thì khi như vậy, khi mà bạn càng vui tươi, bạn càng hạnh phúc, bạn càng tuyệt vời á, thì cái tần số, cái năng lượng nó sẽ càng đưa đến cái người mà tuyệt vời đang đang sẽ tới tiến gần với bạn nhiều hơn. Còn nếu như mà bạn vẫn cứ mãi ủ rũ, bạn cứ mãi giống như là chìm trong cái nỗi đau, những cái sự đau khổ, những cái tuyệt vọng, thì á nó sẽ không có điều gì tuyệt vời đến với bạn cả. Cho nên cái quan trọng á mà mình muốn nhấn mạnh trải bài trong chuyện tình cảm của những bạn cung sư tử á, là các bạn cần thay đổi cái suy nghĩ của mình, cần thay đổi cái thế giới quan của mình, và làm cho mình trở nên lung linh rực rỡ, mình trở nên yêu đời hơn. Không, vì chính những cái năng lượng tích cực đó nó sẽ mang đến, nó sẽ thu hút những điều tốt đẹp và tuyệt vời đến với bạn. Còn nếu như mà bạn vẫn cứ mãi âu sầu, bạn buồn bã, bạn lo âu, bạn rầu rĩ á, thì thật sự những cái điều tốt đẹp đó cho dù nó đang đến với bạn đi chăng nữa thì chính những cái nguồn năng lượng tiêu cực đó nó sẽ là một cái tấm khiên hoặc là một cái lá chắn nào đó mà khi mà điều tốt đẹp đến á, nó sẽ tự động nó dội ra băng băng băng, nó sẽ không thể nào vươn tới bạn được. Cho nên cái bạn cần làm á là hãy nâng cao cái tần số của mình lên, hãy nghĩ rằng mình thật sự rất tuyệt vời và mình xứng đáng được đón nhận những điều hạnh phúc, và mình luôn ở trong cái tâm thế, cái trạng thái rằng là mình sẵn sàng để đón nhận những điều đó, và rồi một ai đó, một điều gì đó, cái người tuyệt vời đang trên đường đến với bạn. Cho nên là các bạn phải cố gắng lên và đừng để những cái suy nghĩ giống như là mình quá buồn, mình quá cảm thấy bị tổn thương trong những cái mối quan hệ đó, nó làm cho mình bị ảnh hưởng. Và cái người tuyệt vời này á, tại vì các bạn có lá Wheel of Fortune ở đây á, nó sẽ xuất hiện khi nào mà bạn thật sự sẵn sàng đón nhận những điều tuyệt vời trên hành điều phía trước nha mọi người. Ý là
khi bạn đầy đủ, bạn sẵn sàng để đón nhận một ai đó. Chứ còn nếu như bạn vẫn còn đang trong tâm trạng tiêu cực và bạn mong muốn một ai đó đến á, để cứu vớt bản thân của bạn, để cứu vớt những cái cảm xúc của bạn á, thì sẽ rất là khó để gặp được một người đó. Cái kiểu giống như là mây tầng nào gặp mây tầng đó vậy đó. Nếu như mà bạn vẫn còn ở trong trạng thái tiêu cực á, thì cái người kia sẽ không thể nào xuất hiện được. Và đó là các bạn có lá mác đệ Fox ở đây nữa. Ở đây có nghĩa là hãy cố gắng nỗ lực để mình có thể hoàn thiện hơn, bạn phải yêu thương bản thân mình và để cho mình luôn cảm thấy vui tươi tích cực. Thì đó là thông điệp tháng 10 dành cho những bạn cung sư tử. Và để nhận thông báo khi có video mới, mọi người có thể nhấn vào nút đăng ký hoặc là subscribe và nhấn vào cái chuông ở bên cạnh. Cảm ơn và tạm biệt mọi người.